Vâng, đây là bước cuối cùng anh em đang hoàn thiện của một cái bức tranh, thì sẽ bóc cái đề can ra và vệ sinh cho sạch sẽ để bàn giao với gia chủ. Vâng, đây là ngôi nhà mà Tuấn đang thi công ở tại cái Eco Park này. Thì anh em đang làm ở đây thì để làm các cái khung sắt inox để làm chắc ở sáu tường á. Thì cái quy trình làm cái bức tranh này thì anh chị cùng theo dõi hết cái video này thì sẽ biết được cái cách để thi công một cái bức tranh đá. Thứ nhất là mình phải đến trực tiếp tại công trình để đo và khảo sát và tư vấn cho khách hàng để xem cái loại đá nào và cái kiến trúc cho phù hợp. Thì đây là bước thứ nhất. Bước thứ nhất này rất là quan trọng để phù hợp với cái không gian và cái kiến trúc của từng ngôi nhà. Vì là một nhà là có một cái kiến trúc và một cái màu sắc và cái mệnh phong thủy của từng người khác nhau. Thì đây là một cái bước quan trọng đầu tiên để tư vấn cho khách hàng. Và bước thứ hai, khi khách hàng mà đồng ý những cái mẫu mã đó thì mình cắt đúng kích thước ở tại xưởng. Và đến bước thứ ba là khi mà cắt định hình xong ở tại xưởng và nhà máy á, thì sẽ đưa đến tại chân công trình. Và cái việc mà vận chuyển này rất là cẩn thận để tránh cái tình trạng là vỡ hoặc nứt, thì nó sẽ không còn giá trị của bức tranh nữa. Và đá đã đến công trình thì bước thứ tư là bước để làm những cái bóng đèn và sắt inox để treo giá lên cái bức tranh lên. Vâng, đây là đến cái giai đoạn là xong những cái khâu chuẩn bị như là lắp cái inox và những cái bóng đèn đã là xong và đầu điện đã xong. Giờ chỉ còn cái bước đưa đá lên để lắp vào nữa. Và rất là nhiều người hỏi Tuấn là khi mà bóng cháy như thế nào á, thì đây là cái cách Tuấn lắp cái điện như này. Ví dụ như một cái dãy này hay dãy này mà đứt á, thì Tuấn có thể là rút ở dưới này, mình thay chỉ thay từng cái chỗ cháy đó chứ không phải là thay toàn bộ như này. Cho nên anh chỉ yên tâm khi mà một bức tranh lắp lên mà bóng có vấn đề gì mình có thể là thay thế được. Và ở bên Tuấn là thường là bảo hành những cái bóng này là 2 đến 5 năm. Nếu như mà có vấn đề gì thì Tuấn sẽ có người sang và thay cho tất cả các anh chị. Vâng, đây là bước cuối cùng anh em đang hoàn thiện của một cái bức tranh, thì sẽ bóc cái đề can ra và vệ sinh cho sạch sẽ để bàn giao với gia chủ. Thì những anh em nào mà cần làm những cái bức tranh như này á, hoặc là cần những cái kỹ thuật như nào thì để lại thông tin ở bên dưới, Tuấn sẽ hỗ trợ cùng anh em để lắp những cái bức tranh như này. Và xin chào và hẹn gặp lại.